đi. Ba hàng giả đấy. Đấy, ba hàng đang kêu mỏi tay kìa. Bạn kêu mỏi tay kìa. 15.000 à? 15 cành. Mua ở đâu? Mua dưới đầu cầu bác. Mày phóng thì mua. Đâu? Còn ánh thì mua, cháu mua đâu. Đây lại bắt đầu trừ rồi đấy. Mày phải bắt thân quất thôi cơ. Vâng, uống thì nó ngon. Cho nó hết đi. Nó không được, nó không được uống, nó chỉ được uống sữa thôi. Này bảo mày. Ba hàng uống hết đi. Không. Bạn ăn tiểu đường. Bạn ăn tiểu đường. Đi nào, đưa mẹ đút cho nhé. Trứng ngon quá, mua đâu đấy, thành phố à. Trứng đẹp quá, ai bảo trứng ngon quá. À, trứng đẹp quá. Mong quá. Lâu ăn trứng đấy. Bố đút trứng cho em đi. Bảo bố đút cho nhé. Thôi em đi vắt, đừng vắt ở cạnh cốc, nó lại chua đấy.